Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương Ú. Và hôm nay em Hương mới nhận được một ngôi nhà chủ đang cần tiền gấp luôn, mới để lại cho bên đơn vị Hương bán với một cái mức giá chỉ có là 1 tỷ 3 thôi. Nhà của mình là nhà cấp 4 anh chị nha, đạt mới đâu đó tầm khoảng là 95% rồi. Hương thấy là về quý anh chị chỉ cần xách ba ly dọn đồ và ở thôi, chứ không cần phải làm thêm gì nữa cả đâu. Với một cái diện tích thì cũng tuyệt vời á, ngang của nó là 5, dài vào thì tới tận là 18. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc luôn, và được tọa lạc là trên trục đường của cộng đồng Lộc Hậu anh chị ha. Cái hướng mà mình chạy ra đường trường Nguyễn Học, Nguyễn Đình Triểu, ngay chỗ đường 835 á, mình chạy vào đây thì chỉ có vài trăm mét thôi. Quý anh chị có đi xem thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ trường học Nguyễn Đình Triểu nha, hoặc là mình có thể đi tới ngã tư Gia Bảo trên trục đường quốc lộ 50, liên hệ cho Ú, Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Và đây là đường thông nè, cái đường này là mình sẽ chạy ra cái con đường là trường học Nguyễn Đình Triểu đây anh chị, trên cộng đồng Lộc Hậu ha. Và giờ thì mình vào trong để mình tham quan ngôi nhà cùng em Hương. Thì chủ báo với Hương là sẽ gửi đến cho quý anh chị mình với một cái mức giá là chỉ có là 1 tỷ 3 và bớt lọc nhẹ thôi anh chị nha, chứ không có thương lượng mạnh mẽ đâu ha. Hương cũng nói trước để tránh mất thời gian của quý anh chị mình khi mình xuống đây mình xem. Gia đình mình ngại, không thích bước lên cầu thang, thích tìm một căn nhà cấp 4 rộng rãi thoáng, thì Hương thấy cái nhà này rất là phù hợp luôn, vì nó có tới tận là 2 phòng ngủ và một cái khu vực không gian nhà vệ sinh nữa anh chị. Và trước tiên bước vào trong thì sẽ cho mình là một cái sân và một cái lớp cửa bảo vệ, sẽ là một cái lớp cửa kéo anh chị ha. Nhà mình thì sổ hồng riêng nên điện nước thì cũng đã vào chính thức rồi, làm khung hàng rào mái tôn nào che đầy đủ hết cho quý anh chị. Gia chủ sẽ để lại cho mình một cái bộ ghế ở đây luôn, và cái lớp cửa bảo vệ thứ hai sẽ là cái lớp cửa bằng sắt sơn tĩnh điện và kính cường lực, dày dặn chắc chắn lắm. Khu vực không gian phòng khách nè, trang trí thì để lại sẵn hết cho quý anh chị. Vách tường bên đây thì dán cái bức tranh nhìn cũng rất là đẹp. Nhà mình là nhà riêng lẻ nha anh chị, xây trên đất full thổ cư 100% luôn. Tường gạch ốp lát sạch sẽ mọi nơi cho quý anh chị. Trần trên của mình thì cũng sẽ là trần thạch cao nguyên khói, và trang trí những bóng đèn pha lê, đồ đèn mét 2, đèn lon đồ đầy đủ hết rồi. Và cái tiếp nữa thì sẽ cho quý anh chị mình là cái phòng đầu tiên. Nhà mình có diện tích ngang 5 nên nó rất là rộng nha anh chị, đường đi rất là thoáng. Và qua đây thì sẽ là cái phòng đầu tiên, có bức tranh đó nè, và trên nhấn nhá những cái ngôi sao mặt trăng rất là dễ thương. Tường gạch ốp lát, có cửa sổ mát mẻ vô cùng. Và cửa phòng của mình thì sẽ là cửa nhôm bằng kính cường lực ha. Đây là cái phòng thứ hai thì cũng y chang cái phòng kia thôi anh chị, giá thì rất là rẻ rồi, chỉ có 1 tỷ 3 thôi, bảo đảm với anh chị mình sẽ không có căn thứ hai. Và nhà mình thì cách cái đường xe hơi, xe tải của mình thì đâu đó tầm khoảng là 50 mét thôi anh chị ha. Và đây sẽ cho quý anh chị là một cái khu vực không gian bếp. Wow, nhìn nó cũng rộng anh chị ha, thích ha. Tặng là cái bộ bàn ăn cho quý anh chị nè, bức tranh, rồi khu vực không gian bếp nè. Có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, rồi có cái cửa sổ cho khu vực không gian mình nấu nướng ở đây luôn. Và nhà vệ sinh thì nằm ở đây, khu vực không gian nấu ăn thì có cửa sổ, nhà vệ sinh thì nằm ở đây ha. Nhà vệ sinh thì vẫn đầy đủ rồi. Nhà này thì nhà mới đẹp đâu đó tầm khoảng 95% nữa anh chị. Quý anh chị có đi xem thì liên hệ trực tiếp cho Hương nha. Cái phí số điện thoại Hương có ghim trên màn hình đó. Với lại cái mức giá thì nó chỉ có là 1 tỷ 3 thôi, bớt lọc nhẹ luôn. Với diện tích là ngang 5, dày vào thì tới tận là 18. Cho quý anh chị mình là nhà cấp 4, 2 phòng ngủ và một cái khu vực không gian nhà vệ sinh, có sân trước rộng rãi. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc luôn. Nhà mình thì đường trước nhà mình thì tầm khoảng là 2 mét mấy 3 mét thôi, mình có thể di chuyển là được chiếc xe ba gác thôi anh chị ha. Và đường thông luôn, và cách cái đường xe hơi của mình thì tầm khoảng là 5 đến 70 mét thôi à, cũng rất là thuận tiện đó anh chị. Nhà thì đẹp, giá thì lại rẻ nữa, diện tích rộng nó thích nó. Ở đây thì trường học nè, bệnh viện, ngân hàng, chợ búa thì quý anh chị di chuyển trong vòng bán kính là 5 đến 600 mét thôi thì sẽ đụng hết rồi. Ở đây thì mình chạy ra cái trường học, ngay trường học là cái đầu đường của đường 835 luôn. Quý anh chị có đi xem thì mình cứ đi đến cộng đồng, đường cộng đồng Lộc Hậu ha, còn không thì tới trường học Nguyễn Đình Triểu cho trục đường 835. Mình biết khúc nào thì mình đi tới khúc đó, liên hệ cho Ú ra đón. Còn không biết luôn thì kết bạn Zalo, Hương ghi vị trí gửi cho quý anh chị mình di chuyển đến đây. Mình cũng có thể là xem cái vị trí đó coi nó có thuận tiện để cho mình đi làm hay là về thành phố mình đi công việc mình ở trên Sài Gòn hay không luôn nha anh chị. Mình di chuyển có đường tiết mạch con đường quốc lộ 50 à, dễ đi lắm, cũng thuận tiện lắm. Có gì thì kết bạn đi rồi mình không
khảo trước khi mình dự định về đây vẫn được ạ. Bây giờ thì em Hương Ú xin được phép kết thúc video tại đây nha. Cũng chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ăn ý ạ.